Thôi bây giờ coi như là đây qua nói vấn đề mà khổ đài đi đến như tên đi. Qua cái tiểu tam tai rồi nó sẽ xuất hiện ra coi như là đại tam tai. Mà đại tam tai đó là gì? Tất nhiên là nước nè, nước dưng nè, lửa cháy nè, cuồng phong. Nhưng mà này chưa tới nha. Chưa tới nha đồng đạo Ngọc Tâm, đồng đạo Nghĩa. Chưa. Tới chừng nào mà nước dưng nó nhân là trong khi đó coi như là khắp trời tiếng sóng nổ kinh hoàng, nước dậy gió đùa sóng phủ lan, nước ngập thú hồng trâu lệnh ngỡ nhà trâu nhân lội nổi làng khang. Người lành bát nhã thiền kề ước kẻ giữ mập xà cá đến mang máu giật máu người làm đỏ nước chúng sanh khó tránh đại tai nạn. Đây là đại tâm tai. Đại tâm tai phải không? Rồi bây giờ sau khi đó là lửa cháy nó ngang là thôi khắp chỗ khắp nơi chỗ nào cũng có dồn lùm trời lửa cháy điên miên tiêu điều sáng vật điện viên thần thông biến quá như miền trung ương. Thôi đại khái vậy thôi nghe. Như vậy là qua một cái trận đó là coi như là sau khi đó là mới có thể thiết lập lại cảnh đời thượng quân thánh đức. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, mà đức thầy cho chúng ta biết đó nghe là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương hải dùng phép màu lập lại thượng quân diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao liếc. Không phải là đơn giản vậy thì bây giờ đó là khổ đà đi đến như tên rồi còn gì nữa. Đi đến như tên nó chỉ là đi đến rất mau đâu còn lâu nữa phải không. Việc đã thấy làng khang trước mắt đâu phải là xa sắc khó tri, thấy không? Tại người không chịu xét si, tất nhiên là mình không có chịu xét thôi, hoặc là đã biết nhưng ngơ đi không cần. Vậy trân trọng kính mời đồng đạo Tư Phương đến phòng máy để trao đổi qua giáo lý cao siêu của đức thầy. Vậy trân trọng kính mời Vinh. Xinh đẹp nhờ có mưu qua, người đẹp nhờ có nết na dịu dàng, muốn cho linh động hậu trường, kính mời chư quý vị ủng hộ cho một chàng vỗ tay. Thêm chàng thứ hai, thứ ba nữa đi quý vị. Xin chào, kính mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm lễ kính thầy. Kính thưa hậu đồng bổn tộc, tăng quyến gia đình và kính đến anh Tư, đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ làm tuần thất thứ sáu cho hiện thê, và kính đến toàn thể quý cô bác anh chị em đồng đạo xa gần kính mến. Hôm nay tất cả chư quý vị được nhân duyên lành được trở về đây, trước là chúng ta hợp tâm cùng với tăng gia bổ quyến gia đình để thành tâm cầu nguyện cho hương linh người có cố được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tật điện duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và song song vào đó nữa thì gia đình hôm nay có tổ chức trong chương trình chúng ta ngồi lại để trao đổi qua giáo lý siêu thượng của đức thầy, thì ngót trong thời gian tính đến là trên dưới 7 tháng chúng tôi cùng với quý vị không được nhân viên hội ngộ để trao đổi Phật pháp vì hoàn cảnh dịch bệnh, nên vì hôm nay nơi gia đình của đồng đạo anh Tư được thể hiện chương trình cũng như hồi xưa là đức thầy ra đời ngài đã có nói rằng từ bi ngọn đuốc mới nhen là năm 1939, nhưng hôm nay đó là bắt đầu cái ngày như thế này cũng là cái ngọn đuốc mới nhen, có nghĩa là nhấn lại để thể hiện cho cái tinh thần của mình được ấm lòng trong đồng đạo của mình bị xa cách. Giờ đây ban tổ chức sắp xếp chương trình trao đổi giáo lý để chúng ta hấp thụ vào trong tư tưởng của mình, để cho giáo lý đức thầy không chìm sâu trong quên lãng. Tuy nói vậy nhưng thật sự người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta mỗi mỗi người người đã in sâu vào trong trí não của mình và đã đặt chọn niềm tin qua giáo lý của tổ thầy mà tu hành, còn đến ngày hôm nay còn ngồi như thế này chắc là cái tâm bồ đề nó cũng có sự kiên cố lắm. Nhưng giờ đây chúng tôi cũng rất mừng, không riêng bản thân chúng tôi mà chắc có lẽ là quý vị cũng mừng thầm trong tư tưởng. Và ai cũng nghĩ rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta trong thời gian bị mai một, có nghĩa là không được đi đây đi đó, rồi ở tại nhà, nhà nào ở nhà nấy để lo tu hành,
Có đồng đạo điện lại hỏi chú Tư ơi, cái câu giảng của Đức Thầy hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu, vậy chứ cái câu này ý làm sao mà tới chưa? Chứ nó tới rồi, họ tới rồi sao tôi không thấy, nó còn gì nữa không thấy. Hương tuyệt có nghĩa là còn đâu mà đốt hương, đăng lui tất nhiên là cầu nguyện, mà bãi phục cầu còn có đám làm tượng nào đi nữa đâu mà không phải một cầu, phải không? Như vậy thì trong suốt trong thời gian là mấy tháng trường như vậy, tất nhiên là hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu, có nhiều người chết đấy em. Trong cái giai đoạn đó cô bác anh em chứ đồng đạo mất đi cái nhân duyên thiếu nhiều lắm. Ở đây tôi thấy có hai vị đang ngồi trước mặt chúng tôi, đó là một là anh Tư, hai là anh Hai Phước, là cũng hiện thê mất, nhưng mà một người mất ở đầu dịch, một người mất là ở cuối dịch, cho nên là hiện thê của đồng đạo Hai Phước hay làm tầng suốt 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 hay tới làm tầng trung thất ra qua ngày thứ hai rồi đó hen, là ra cái sắc chỉ là cấm liền, phải vậy không anh Phước? Qua ngày thứ hai tất nhiên là trong khi đó là bị cấm liền. Còn hổng rời đó đồng đạo mình đó là quý vị mình đi đám là một bàn hai bàn nhang nhóm chút đỉnh gì chứ đâu có đông được đâu, phải không? Mà bữa nay tôi thấy đông gì để hen là tôi mừng dữ lắm, mà chẳng những tôi mừng mà anh Tư trong gia đình đó là mừng còn hơn quý vị nữa các bác anh em chị đồng đạo. Thôi thì chúng tôi chân thành gửi đến tất cả chư quý vị là lời chào mừng thân thiết, và cũng là một cái lời chào mừng kính cẩn tri ân của tất cả chư quý vị thay mặt cho gia đình, cũng là một điều kiện chúng tôi được gặp lại chư quý vị đó, thì chúng tôi coi như là mừng cùng với quý vị được gặp cùng nhau, mà quý vị cũng mừng lại cho tôi bữa nay tôi còn gặp Tư Quân còn gặp lại, chứ còn bằng không nữa quý vị mình thấy coi như là bây giờ đó là vô hũ cốt nhiều lắm đâu. Thưa chư quý vị, thôi thì để trở lại chương trình trao đổi Phật pháp, chúng tôi cũng không biết là chư quý vị cho phép chúng tôi chương trình nghi vấn hay là chương trình tự chọn. Nếu như chương trình nghi vấn, tất cả chư quý vị mình có đọc, có học và có nghiên cứu trong thời gian, thì sẵn nhân sự tụng sự hôm nay trong ngày làm tụng thất như thế này, được tất cả chư đồng đạo chúng ta được gặp mặt và ngồi lại để trao đổi qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy, thì quý vị mình nêu lên cùng với chúng tôi, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên bàn cùng tất cả chư quý vị, rồi quý vị mình theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, rồi quý vị mình sẽ bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn có nghĩa. Đây cũng là một điều chúng tôi rất chân thành cảm ơn cùng quý vị hợp tác cùng với chúng tôi để phổ biến cũng như truyền bá giáo lý Đức Thầy, làm cho Phật Nhật được trùng quy và Pháp Luân được thượng chuyển, và làm cho giáo lý của Đức Thầy được truyền bá khắp cả mọi nơi. Đó là công hạnh của tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi để cùng với nhau mà đáp đền ơn Tam Bảo trong muôn một. Thôi thì lời nói đầu chúng tôi cũng xin tạm dừng nơi đây và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em cũng chưa đồng đạo cho phép chúng tôi làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy xin hỏi chư quý vị đồng đạo mình là cho đồng đạo Tư Phương. Dạ, vậy là chương trình nghi vấn ha. Vậy trân trọng kính mời huynh. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con Ngọc Tâm cũng xin kính chào quý cô chú, anh chị cũng như quý đồng đạo nơi đây. Thì hôm nay cũng hữu duyên được chú Tư giảng giải về Phật pháp. Thì hôm nay con cũng mạo muội lên đây để hỏi chú qua những lời chỉ dạy của Đức Thầy. Thì trong sấm giảng Đức Thầy có câu là khổ đà đi đến như tên, gác lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Có chỗ Đức Thầy cho biết là vinh hoa một bả làm mồi để câu kẻ dạy việc tồi chắc lên. Đức Thầy chỉ cho mình niệm Phật để tìm cái nền vinh hoa. Tại sao mình niệm Phật không có lên Long Hoa tìm Long Hoa mà tìm cái vinh hoa? Chỉ cái bả vinh hoa với cái chữ vinh hoa Đức Thầy khi mình tầm đó, chú Tư có khác nhau hay không? Nhà chú Tư mở dùng cái món gút này cho đồng đạo hiểu và biết thêm ha chú Tư. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho giáo chủ chẳng hết tài được chưa quý vị? Để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên được Ngọc Tâm nêu lên trong hai câu giảng của tổ thầy để cho chúng tôi tìm hiểu và quý vị mình cùng nghiên cứu coi sao. Và qua hai câu giảng như trên là ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa, trước câu đó là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa, rồi đồng đạo để so sánh
Qua hai câu khác, Đức Thầy cho biết là dinh qua một bả làm mồi để câu kẻ dại diệt tội chất lên. Vậy là bên đây là dinh qua là một bả làm mồi. Dinh qua là cái mồi phú quý. Cái mồi này là ông Phật, ông coi cho rằng đó là thừa thải, không có cái gì quý giá. Còn chỗ này Đức Thầy đã bảo tại sao mình tu niệm như thế này mà lại tìm con đường vinh qua như vậy, nó có giống không cô bác anh em chứ đồng đạo? Giống không? Thôi chưa quý vị. Vậy thì bây giờ cái chữ vinh, chữ qua thì hai chữ này nó cũng giống nhau thôi, nó đâu có khác phải không đồng đạo? Thưa chưa quý vị. Vậy thì bây giờ qua hai câu giảng của đồng đạo nêu trên, chúng tôi được biết đó là được trích trong quyển nhất, tức là cái quyển khuyên người đời tu niệm mà Đức Thầy viết ở tại tổ đền vào lối tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết có tất cả là 912 câu, mà đồng đạo chỉ nêu lên hai câu, đó là khổ đà đi đến như tên, gán lo tu niệm tìm nền vinh quang. Thưa chư quý vị, rồi bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý. Bây giờ cái câu đầu đó thì quý vị mình cũng đã được biết rồi. Đức Thầy ra đời năm 1939, đến năm 1940, năm 41, 42, 43, 44, 45, tất nhiên là năm Ất Dậu. Thì ngay trong cái thời điểm đó, là ngay trong cái thời điểm đệ nhị thế chiến sắp sửa bùng nổ của bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới viết vào trong quyển nhất, mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng đồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Tất nhiên là từ năm 40 cho đến năm 45 như vậy đó là máu đào mới ngừng. Ngừng thôi nghe chứ không phải là hết nghe. Đâu đó rõ ràng nghe. Ngưng thôi có nghĩa là tạm dừng. Ngưng là tạm dừng. Như vậy thì Đức Thầy đã cho chúng ta biết tiên tri như thế này nè. Đức Thầy nói nhiều chỗ coi như là năm canh thìn đó. Năm canh thìn bước tới thiệt là gồng nanh khúc dĩ dùng nổi lông đông chiến tranh thảm khốc toàn nơi thứ. Lo nổi đối đau giống lạc hồng. Như vậy là khổ đà đi đến như tên. Tất nhiên là cái khổ Đức Thầy ra đời đó cho chúng sanh biết đó là nó đi đến rất mau. Nay gần đến Long Huy Xà Dĩ rồi. Cảnh gian nan bá tánh hầu kề. Tất nhiên là tới bên. Nhưng mà tới đó tất nhiên là mới có ngưng thôi. Không? Nhưng mà còn đi đến như tên của cô bác anh em dân đạo. Đi đến mau lắm. Phải không? Bây giờ nó đi đến coi như là trong cái vấn đề khổ của chúng sanh nó gồm chia ra hai phần. Một là tiểu tam tai. Hai là đại tam tai, nghe đồng đạo thanh. Tiểu tam tai gồm có là cơ cảnh nè, tật dịch nè, binh đao. Mà quý vị mình thấy bây giờ nó mở ra cái màn gọi là tiểu tam tai xuất hiện là tật dịch. Tật dịch đã xảy ra rồi, đúng không? Đã xảy ra coi như là năm 2019, năm 20 rồi 21. Năm nay bước đầu qua năm 22 nhưng mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chứ đâu phải là ít. Yên lặng được chút như thế, cô bác anh em với đồng đạo, thấy không? Rồi bây giờ coi như là tật dịch bắt đầu là khi nó xảy ra rồi bắt đầu nó sẽ đến cơ cảnh. Cơ cảnh tất nhiên là đói khát, vì mình thấy vừa qua rồi coi như là đói không? Có đói không? Ở trên thành phố tất nhiên là người ta coi như là ăn uống xa xỉ, thừa thải như vậy mà còn phải đói. Người giàu thì coi như là đói sáo trăng, còn người nghèo là tam ngoạc mà lẻ hàng xưa nay. Tất nhiên là từ đó tới giờ là ông bà mình có kể. Mà trong giảng Phật Thầy Tây An tiên tri cũng đúng như thế, thấy không? Còn qua vấn đề mà cơ cẩn rồi đấy hen, rồi mới đến cái vấn đề mà binh đao, tất nhiên là chiến tranh, tất nhiên là khổ đà đi đến như tên. Có nghĩa là đi liên tục, có nghĩa là tới và không bao giờ dừng. Không có canh ra chưa đồng đạo. Vậy thì Thầy cho chúng ta biết đó là bây giờ khổ não tới đời là đây. Bây giờ khổ tất nhiên là giai đoạn tới, còn nhiều nữa phải không? Như vậy là khổ như thảm, ngày nay có mấy sợ mai sao, dòm thấy bay hồn trừ tà nhang, còn thiện chỉ toàn cảnh sông máu núi xương tha thiết kìa. Chứ không phải coi như là bình thường đâu. Tới đời đất hỡi trời ơi, đông tây á, tất nhiên là trong đó coi như là khởi chiến nha, phải không? Đông tây coi như là trong khi là chiến tranh coi như là giặc giả, không chỗ nào là không có. Quát anh em chứ không đào. Đến cái giai đoạn là thay lắp giáp bình dương biển lớn máu trâu đầy khắp chốn cùng nơi, còn chi mạng sống người đời nếu không chịu phước khó ngồng thế gian. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, thôi bây giờ coi như là đây qua nói vấn đề mà khổ đài đi đến như tên đi. Qua cái tiểu tam tai rồi nó sẽ xuất hiện ra coi như là đại tam tai. Mà đại tam tai đó là gì? Tất nhiên là nước nè, nước dưng nè, lửa cháy nè, cuồng phong. Nhưng mà này chưa tới nè.
chưa tới nhà đồng đạo Ngọc Tâm, đồng đạo Nghĩa chưa tới. Chừng nào mà nước dưng nó hen là trong khi đó coi như là khắp trời tiếng sóng nổ kinh hoàng, nước dậy gió đùa sóng phủ nang, nước ngập thú hồn trâu lễn ngỡn, nhà trâu dân lội nổi làng khang. Người lành bát nhã thiền kề ước, kẻ giữ mập xà cá đến mang máu, giật máu người làm đỏ nước, chúng sanh khó tránh đại tai nạn. Đây là đại tâm tai, đại tâm tai phải không? Rồi bây giờ sau khi đó là lửa cháy nó ngang là thôi, khắp chỗ khắp nơi chỗ nào cũng có dòm lùm trời lửa cháy liên miên tiêu điều sáng vật điện viên thần thông biến quá như miệng trung ương. Thôi đại khái vậy thôi nghe. Như vậy là qua một cái trận đó là coi như là sau khi đó là mới có thể thiết lập lại cảnh đời thượng quân thánh đức. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó nghe, là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại khắp lê thứ, biến di thương hải dùng phép màu lập lại, thượng quân diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ từ nơi lao liếc. Không phải là đơn giản vậy thì bây giờ đó là khổ đà đi đến như tên rồi còn gì nữa. Đi đến như tên nó chỉ là đi đến rất mau, đâu còn lâu nữa phải không? Diệt đã thấy làng khang trước mắt, đâu phải là xa sắc khó chi, nghe không? Tại người không chịu xét si, tất nhiên là mình không có chịu xét thôi, hoặc là đã biết nhưng ngơ đi không cần. Có nghĩa là có nhiều khi mà biết mà bỏ qua vậy thôi. Chứ bây giờ coi như là trước mắt của mình hay là cái gì nó cũng đã hiện hết rồi anh hai. Đâu phải là không có đâu. Bây giờ có nhiều khi quý vị nói bây giờ chú Tư lên nói chuyện coi như là nói qua vấn đề cơ chút đặng cho ta nghe đặng mà ta tu. Nó bây giờ cơ cần gì phải nói. Bây giờ nó phát thanh nè, truyền hình nè, coi như là tất cả các nơi chỗ nào cũng nói hết rồi. Bây giờ mình có chỉ nói tu thôi. Thế đồng đạo, em tử. Bây giờ chỉ nói tu, bây giờ tu sao để mà thoát chết, tu sao coi như là để mà sống được đời thượng quân, tu sao mà còn xác còn hồn mới ngoan cái gì nữa. Là chỗ đó mới cần thiết đấy bạn. Đi chứ quý vị. Rồi thôi bây giờ giả đất nghi vấn, để bữa nào có chương trình nó mới rộng đó hen. Chúng tôi sẽ trình bày chỗ này cho nó hơi nhiều chút hen. Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ cái chỗ này coi như là đến cái câu thứ hai đi, là Đức Thầy cho chúng ta biết đó là ráng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Mà đồng đạo hỏi tu niệm sao mà tìm nền vinh quang, mà cái vinh quang này coi như là thế nào mà tìm? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, cái vinh quang đó là của Đức Thầy cho chúng ta biết là con người chúng ta sau này được hưởng là của Đức Phật Bà, của Đức Phật Tổ và của Đức Thầy ban cho mình, chứ không phải vinh quang của cái ông mà triệu phú, hay là của cái ông là kinh doanh, hay là cái ông nào ban cho mình vinh quang là xe hơi nhà lầu đó, thì cái đó là không phải thật, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta đọc tiếp đó, Đức Thầy nói hát kêu bớ kẻ giàu sang, gắng lo làm phước làm doan mới là, đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật Bà cứu giúp dùm cho. Có nghĩa là ráng tu ráng làm phước đi, thì sau này chúng ta sẽ được cái hưởng vinh quang đó. Mà vinh quang đó là vinh quang gì? Đức Thầy nói tiếp đó là vinh này của Đức Phật Bà, đúng không? Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân tu cho nhàn tuệ, tấm thân được làm tàn ác xa lần tiên ban. Như vậy là vinh này của Đức Phật Bà nè, sau này Đức Phật Bà tất nhiên là Phật Bà Quan Âm, mà của Đức Phật Tổ tất nhiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Đức Phật A Di Đà, là xòe bàn tay vàng rước chúng sanh từ cái cõi thế gian này mà được sinh sang qua bên cõi Phật. Cái này có phải là vinh quang không đồng đạo? Có phải không? Không. Cho nên Đức Thầy đã nói cho chúng ta biết A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc thiền lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Tìm kiếm những người hiền đức đặng mà rước sang qua bên cái cõi Phật, hoặc giả là kiếm con hiền đức dắt về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Đây là câu hỏi là vinh quang không? Khi chúng ta được vãng sanh về cực lạc, tưởng y y chí tưởng thực lai đến lưu tự tại, đốt chinh cây đừng cũng thể tiệm ứng pháp, là cuộc sống chúng ta không còn bị sinh tử luân hồi. Như vậy là cái vinh quang này không có phải là cái vinh quang như thế gian. Còn vinh quang mà một bản làm mồi để câu kẻ dại, diệt tồi chất lên, đó là cái vinh quang của thế gian. Tất nhiên là vinh quang này là phù hoa, có nghĩa là không có gì thật. Nào xe cổ tàu bè bóng bẫy, nào bạc vàng của cải dư muôn, dứt thở rồi nhận sự địa vô thân, khi mất sự đời cũng mất. Cái vinh quang này không có gì tồn tại, phải không? Thật nào thác chim bao một giấc tiêu tan, không có sự vật nào còn. Đó là cái vinh quang của thế gian. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm, phải can đảm nhận đời lầm, quyết bừng tỉnh dậy kiếm tầm đường tu.
đạo mới giải được câu đời tạm đời còn nằm trong phạm vi mê. Bởi mê thành khổ nhiều bề mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thần đã giả, vật nào phải thật. Người luống công giành vật đeo mang hơi tàn, mọi vật đều tàn vinh qua cửa thế gian. Đúng không? Hơi tàn mọi vật đều tàn dù cho vật ấy nồng nàn thương yếu. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới xác định cho chúng ta đó là cái vinh hoa thế gian không có cái gì thật hết. Nó là chẳng qua cảnh phù qua thôi. Ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn. Nếu lấy sự thiền định phá tan mạng u minh che phủ thì thấy rằng cảnh ấy con người sẽ hết buồn hết khổ hết quả báo luân hồi, đó là vinh hoa ở nơi cõi Phật. Còn ở thế gian này đó là xác thân, là xác thân như là tạm giả, không có gì chân thật hết. Nhà cửa xe cổ tàu bè gì cuối cùng rồi nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem đài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn đến nơi thẩm phán cửa sông diêm đài phước nhiều tiên cảnh lên đài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thẩm thê. Như vậy thì bây giờ rốt cuộc vinh hoa của thế gian gọi là vinh hoa một quả làm màu để câu kẻ dạy. Cái người nào mà dạy thì bây giờ nói câu mới được cái dòng danh lợi công công kẻ mong ra khỏi cái người hầu chung vô. Cho nên bây giờ cái người nào mà dạy mới chung vô trong cái chỗ vinh hoa của thế gian, phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết thương ai ham giỏng ham dù cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm, thấy không? Hoặc giả là ham vui quyền quý giải ngu, ham vui quyền quý đó là vinh hoa đó, là dại là ngu, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm, rõ ràng đó là kẻ câu kẻ dại. Diệt tàu chất lên cũng nghĩa là câu kẻ dại rồi bắt đầu diệt tàu là có những cái việc xấu càng ngày càng chất lên càng nhiều, không có bắt anh em dân đạo thôi. Thì nếu như chúng ta biết được hai câu giảng đồng đạo nêu lên là Đức Thầy đã cảnh báo cho chúng ta rồi, khổ đà đi đến như tên là không có cái gì mà mình vui sướng hết. Cô bác anh em trong đạo, bây giờ chúng ta ráng lo tu niệm đi, đặng tìm đời vinh hoa. Tất nhiên là cái vinh này sau này là được, một là cảnh được đời thượng quân, hai là cái cảnh cực lạc. Mà cảnh đời thượng quân Đức Thầy cho chúng ta biết đó là thượng quân hồi phục là ngài an cư an học câu hỷ xã đại từ niêm gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần, đó là cái cảnh, đó là cái cảnh đời thượng quân mà Đức Thầy cho chúng ta biết là lưu ly hộ phách mấy tòa đài cung dành cho kẻ lòng chung chánh trực quân cùng thần náo nức dư tơ liên qua đua nở nụ cười rước đâu lương đóng chào người chân tu. Đó là cái cảnh vinh hoa ở đỉnh đời, cảnh đời thượng quân, thấy không? Rồi thế gian hót chốn ngục tù thần tiên hiệp mặt thì cù quá long mắt nhìn thấy thần thông biến quá Đức Di Đà hiện chó hào quang. Việt Nam là giống hồng bàn không còn hung bạo lăn lòn như nay. Bây giờ khách chốn rồng mây chơi dẫn dân hai lòng hết ẩn khu điên. Thiên cơ biến ảo diệu quyền hiệp trung tam cõi giới miền trần ai. Đó là cái cảnh là vinh hoa mà Đức Thầy cho chúng ta biết là cảnh đời thượng quên. Đó là đất với nước hậu lai vinh diệu đạo lo tròn yểu điệu tấm thân hết sức được, coi như là con người mình được thoải mái là cái vinh hoa. Đó là sau khi chúng ta sống được cái cảnh đời thượng quên sao thì Đức Thầy cho chúng ta biết đó là cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu ráng tu tỉnh thì nơi ăn dưỡng, đó là cái vinh hoa mà chúng ta sau này được hưởng. Hoặc giả là ngọc muôn màu kết tụ nằm ghèm lầu dạng nóc mà trong xem mỗi mắt luôn đó, chứ không phải là thường. Bây giờ cách nhà một hai lầu á, trong khi đó mình nói mình vinh hoa không bao nhiêu đâu, phải không? Ráng tu sao đi, sau này sẽ hưởng được những cái cảnh đó, đó là cái cảnh mới là chân thiệt, thưa chưa quý vị. Vậy thì bây giờ qua hai câu giảng đồng đạo nêu lên, chúng tôi cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho chính chủ và ý kiến của toàn thể chư quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà.